quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng đều vui. Ca quá độc, độc hơn thịt vịt nữa. Vậy mà tôi xin vô trung tâm ban nhạc bao nhiêu lâu nay, trung tâm là biểu tôi chờ hết, tôi chờ 10 năm nay đó nha. Chờ từ khi mà tính ca nhạc trẻ cho tới nhạc già cũng chưa ai kêu. Bởi vì bây giờ chuyển sang nghề khác, MC đám cưới. Bây giờ check âm thanh nha. Test 1, test 1, 2, 3. Xoay cái loa vô chút xíu đi. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test, test, test. Bọn này xây vô. Test, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test quần. Test quần. Từ đó cái quần rách rồi, leo xuống thay quần đi. Trời đất, cứ làm việc mà quần rách à. Thiệt tình. Ô vui quá xa là vui, ngày xuân vui cưới ai nấy cũng đều vui. Gì vui? Ôi. Trời ơi, cứu trợ nạn nhân bạo lực mà vui cái gì? Anh nên nhớ đây là bổn phận thiêng liêng cao quý, quốc sự, cứu trợ cái chứ. Dạ, vậy em đổi nha. Ô xui quá xa là xui. Nó ba là xui. Trời ơi, nạn nhân bạo lực người ta đang chờ cứu trợ mà xui cái gì? Trời ơi, thì khó quá chị ơi. Xong hết chưa? Dạ xong hết rồi chị. Đèn. Dạ xong xuôi hết rồi. Ánh sáng. Dạ xong xuôi. Âm thanh. Dạ ngon lành. Ban nhạc. Dạ ngon lành. Xong hết rồi phải không? Dạ. Rồi, khán giả chờ lâu quá rồi, mở màn đi. Dạ mở màn gì, em đang nhờ chị giải quyết một số chuyện nè. Giải quyết gì? Em thấy gì không? Thấy gì? Trời đất ơi, sao đó nhỏ và bự vậy? Cái gì bự? Hả? Cái gì bự? Không, cái bảng kìa. Trời ơi. Trời đất ơi. Tưởng nhìn gì chứ. Trời ơi, ai dám nhìn chị? Nè, tôi báo cho anh biết nha, khi nào có chuyện tối quan trọng mới tới chủ tịch biết chưa? Dạ em biết rồi, nhưng mà cái chuyện này quan trọng lắm. Quan trọng cái gì? Cái gì vậy chị? Giật kinh thông hả? Không phải. Sao vậy? Handphone để luôn. Trời đất ơi, cái handphone sao chị không để reng mà chị rung thứ ghê vậy? Trời ơi, nổi cái rung không là tôi muốn té xuống đất rồi, nó reng cái đồng bào tưởng chuông có động gọi bỏ chạy hết sao? Trời ơi. Đợi chút. Dạ em muốn cầm cho. Diều hâu quậy đây bạn, diều hâu quậy đây bạn. Ê quên. Má hả má? Trời ơi má ơi, con đang làm quốc sự, con đang cứu trợ nạn nhân bạo lực, con nhớ mới dặn con mua cà chua mà. Bây giờ sau khi giảng hát đó, khán giả về hết đó, con tính tiền xong hết rồi, cái con về con mua cà nông. Ơ quên, con mua cà chua cho má nha má. Ok bye má nha. Chị. Gì? Handphone hả? Chứ sao? Trời ơi, năm 2000 rồi xài cái handphone giống cái búa, nó xài nhỏ nhỏ vậy thôi. Ê xin lỗi anh nha, cái này có giá thì trị kỷ niệm thời chinh chiến để lại đời binh nghiệp tôi có bao nhiêu đây thôi đó nghe. Ủa? Hồi đó chị đi lính hả? Chứ sao, nữ quân nhân. Ừ, chức vụ gì? Thượng sĩ già. Trời ơi, ngon vậy đó hả? Sao? Xin lỗi anh nè, cái này hai tác dụng nghe. Sao chị? Thứ nhất anh khỏi mất công ra phone công cộng. Dạ. Thứ hai nữa hả, thằng nào cà chấn lấy đập chích cha nó luôn á. Ừ, quá chị ơi. Sao? Ờ, nhưng mà em nói chị nghe nè. Gì? Đem đi bán đi. Trời ơi, bán ai mua? Bán gì bảo tàng á. Giỡn hoài. Trời ơi, kỷ niệm đời binh nghiệp có bao nhiêu đây là đi HO 125 qua ôm theo có cái này thôi đó. Gì? HO có mấy chục thì tới 125 lượng. Tại tôi nhiều chuyện tôi đổ lại lâu chứ sao. Ủa vậy hả? Mệt quá đi. Nè, em nói chị nghe nè, có nhiều có mấy chuyện này nhờ chị giải quyết giùm em nè. Chị ơi. Gì gì? Đây nè. Chị biết bà Kim Thoa không? Biết. Bà ủng hộ 500 đô la. Vậy hả? Dạ. Trời, được quá vậy? Dạ, nhưng mà với một điều kiện á, là phải cho bà hát cái bài tiếng hát con chim đa đa. Trời đất ơi, con mẹ nó mà chim đa đa cái gì? Con mẹ có một con chim le le à? Trời ơi, ai hát bài đó qua tôi? Tôi đợi Bảo Lục năm tới là tôi hát, tôi đăng ký bài đó tôi hát đó. Trời ơi. Chứ sao? Bảo Lục đã chờ tập 2 nữa hả? Chứ sao? Chứ bọn anh không nghe nói là trời răng trời hành kết lượt mười năm nữa sao? Thôi chị ơi. Cái sao? Chuyện đó là chuyện... Không được, 500 không có được, 700 mới được. Không được, em nói chuyện nghe nè. Chứ sao? Bà ủng hộ 500, bà còn ủng hộ cho buổi tiệc á là 5kg hột dưa, 10kg hột é, 10kg kẹo mè đậu sửng. Mè sửng hả? Mè sửng á. Trời đất ơi, khán giả người ta coi, người ta ăn rủi mắt răng rồi, tâm đâu người ta xỉa rồi, tâm này người ta đâu vỗ tay. Không sao, bà này mới kỹ lắm, mới tặng thêm 5kg tâm xỉa răng. Vậy được, bây giờ anh phone cho bà liền đi, anh kêu đem tiền, đem tâm xỉa răng, đem mẹ sướng gì ta đây hết đi, lẹ lên. Dạ, cho dạ. Cái handphone nè. Ờ, cảm ơn chị. Lấy handphone nè. Thôi, cái handphone chị khi nào đếm cử tạ mượn. Thời buổi này sao cái handphone kêu đi đi vậy nữa. Dạ còn nữa chị. Vụ gì? Chị biết bà Tòng không? Biết. Bà chủ tiệm bún mắm Hương Xưa đó. Biết. Bà đóng góp 200. 200 đô la. Dạ. Trời. Nhưng mà còn một điều kiện nữa. Vụ gì nữa? Bà đòi song ca bài Unchained Melody. Trời đất ơi, ăn mắm không mà Unchained Melody cái gì trời. Không được. Người ta đơn ca còn 700 mà bán mà song ca mà 200 nó được. Hổ tình. Dạ. Cái miệng anh đâu? Em biết rồi. Anh đâu biết điều hay sao vậy? Em nói chị nghe chị khó quá. Trời khó cái gì? Cái này là buổi văn nghệ cứu trợ nạn nhân bão lụt chứ đâu phải là thuyết Nga Paris đâu mà chị khó vậy.
Bây giờ tôi nói anh nghe, ai cũng đòi lên hát á đó, chương trình kéo dài tới sáng luôn á. Vậy anh kêu đồng bào đem mùng mình chiếu gối lại ngủ gì coi gì ngủ luôn. Thôi để chuyện đó em sẽ điêu bả sao nha. Chị còn nữa, chị bài còn nhiều chuyện quan trọng lắm. Vụ gì nữa? Nè, còn một người nữa. Ai? Cái bà hội trưởng hội thần kinh đó. À, con mẹ điên đó hả? Không phải. Bà này có hơi nổ một xíu thôi à. Ừ, sao? Chị nghe nè. Cái bà mà tên gì nè? Lê Hoàng Diễm Cát Châu Thúy Vĩnh Thụy. Cái tên bà dài khó nhớ lắm. Tên nghe thấy ghét rồi đó. Bà ủng hộ mình 700 đô la. Chắc đòi hát bà chị tôi chứ gì? Không, bà này không đòi hát. Chứ làm gì? Sao biết điều quá vậy? Bà đòi nói. Trời đất ơi. Thà là con mẹ hát đi. Trời ơi, con mẹ này nói dai lắm. Anh nhớ không, con mẹ mà cầm cái micro lên hả là keo dính vô tay mẹ không có rời đâu. Con mẹ này kiếp trước câm, kiếp này con mẹ nói bù đó. Tôi nói em nghe. Kỳ rồi anh nhớ không, mẹ mà lên hội trường mẹ phát biểu đó. Dạ. Trời ơi, khán giả ta ngủ hết trơn hết trọi vậy đó mà đâu có chịu xuống đâu. Không được, bây giờ nè, anh dụ mẹ hát bài đi, bài có 5 phút thôi. Không, em biết rồi chị, nhưng mà khổ quá cái bà này bà hay giới thiệu em đi show đám cưới lắm. Bây giờ em lấy tiền rồi. Cố tình. Dạ. Cái này chịu riêng anh nha, đây là cứu trợ nha, đây là quốc sự, không có đem vô đây nghe chưa? Ôi chị ơi, mở màn đi. Đồng bào chợ lâu rồi, tao bỏ tao về hết bây giờ đó. Tới rồi. Dạ, ôi trời. Chào bà chủ tịch ạ. Chào anh Lý Hiếu Tình. Dạ. Trời ơi. Ôi sao có quần áo biết đi? Đâu có gì đó, cái này là nhà em, anh ơi, dở ra chào. Trời ơi. Để chào anh Tịch. Anh ơi, sao bắt lịch sự thế này? Quay vào. Trời đất ơi. Trời ơi, thưa bà hối quá. Tôi gặp cái nào tôi quơ cái đó chứ tôi biết đâu. Đi ai đâu, ngờ nó dính theo đâu. Cái này là 10 năm về trước, cái size nó nhỏ rồi, cất vào. Đi đâu đem theo quần áo thiệt. Dạ, xin lỗi. Trời ơi, kẹt xe đâm ra tới hơi trễ ạ. Chủ nhật mà kẹt xe cái gì? Lúc nào làm bộ tới trễ để ta chú ý. Phải kẹt ở thương quê luôn thì đỡ biết mấy. Ấy chết, bà chủ tịch. Trời ơi, Mercedes mới mua mà làm sao mà kẹt trên phi quay được. Nổ thấy thương luôn. Vui tiếc quá. Nè. Sao? Tôi dặn anh nha. À. Kỳ này chụp hình phải thấy đầy đủ bà con cô bác nha. À. Kỳ rồi anh chụp hình của mình bả không à? Đâu có. Ê, bà không nhớ kỳ trước chụp một cái tấm hình này, cái kỳ mà bà chủ tịch mặc cái đầm màu đen đấy, trời chụp trúng cái đùi bà chủ tịch to như đùi voi, nhớ không? À. Có mà. Bây giờ sao bắt đầu chưa? Dạ bắt đầu chưa. Dạ hồi nãy tụi tôi họp với nhau rồi. Vâng. Và quyết định là cho bà phát biểu. Vâng, cảm ơn. Dạ, nhưng mà với điều kiện dạ chương trình dài lắm, xin bà phát biểu chừng 5 phút thôi. Ờ hay. Dạ. Cái gì? 700 mà có 5 phút à? Thế chém cha người ta. Trời ơi, cái vừa phải chứ. Cái gì mà 700 mà 5 phút? Nè chị Vinh Thủy, chị đây là chị cho đồng bào và nạn nhân bảo lộ kia, chị có cho tôi đâu mà chị trả giá. Không phải. Chị không chịu, chị đem tiền về đi. Trời, làm gì mà nóng thế. Thôi. Thế bây giờ, thế. 5 phút đủ rồi em ơi. Em về nhà em nói từ sáng tới tối cũng có anh nghe mà. Rồi đó, bây giờ được rồi đó. Không, trời đất ơi. Về nhà nói chỉ có một mình anh thôi, còn đây có khán giả, tôi muốn nói chuyện với khán giả. Này, thế bây giờ thôi, 707 phút được không? Không được. Dạ, thôi, chị thông cảm 5 phút thôi chị. 5 phút thôi. Rồi bây giờ chị chịu rồi phải không? Dạ. Bây giờ chị vô hội trường chị đứng đi. Đợi chị nào anh hữu tình kêu chị ra, chị hãy ra ha. Dạ. Thôi, tôi không có đứng đâu trời. Sao cái áo may cả 10,000 đô la, đứng ngồi nó nhanh làm sao không có được. Tôi đứng đây thôi. Chị nói vừa phải cái áo gì mười mấy ngàn đô la. Ừ hay thì cái áo này, cái mắc vải này nó dành riêng cho những người trẻ đẹp duyên dáng và thơ ngây mà lại. Ủa gì đâu mắc mớ tới chị đâu. Sao lại không mắc mớ? Người ta design cho mấy người duyên dáng trẻ đẹp và thơ ngây. Ừ. Còn chị? Sao? Sắp lãnh tiền vàng thơ ngây đó chị. Vui tiếng quá. Tôi nói chị nghe nè. Gì? Tôi giới thiệu chị mặc cái áo này vô nha. Không những quan khách của chị mà còn vợ nó kính cẩn nghiêng mình chào chị liền á. Áo gì sang thế? Cái áo gì không? Áo gì? Áo quan. Quan gì? Áo quan tài. Dạ, mở màn. Giờ tôi vào trong nhá, rồi cái gì giới thiệu ra nhá. Dạ, vâng. Mình vào trong. Dạ. Có chừng giờ hết quần áo em bây giờ vào trong đây chị mình ơi. Chị chờ chút xíu chị. Đây, đường này mình. Em làm gì? Ông tên. Dạ. Anh đem cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái máy vỗ tay. Chị dạ. Em làm MC á, em phải có cái vỗ tay em nói mới được. Trời đất ơi. Ví dụ như vậy nè, em nói xong còn cát em bấm vậy. Nè, còn chưa nữa. Em làm đám cưới nhiều khi tao biểu em kể chuyện vui mà em thấy hình như em không có duyên, kể không ai cười hết. Đúng, vô duyên. Em nghĩ ra kiểu này liền, em kể chuyện vui xong xuôi ha. Kiểu gì? Em bấm giày. Cười. Được không chị, được không? Bởi vì vô duyên quá mới cần tiếng cười. Anh làm MC đám cưới quen rồi, khán giả người ta cái miệng người ta nhai, tay người ta cầm đũa, tay đâu người ta vỗ tay. Cái đây là thấy thấy không, khán giả đồng bào tới đông quá trời quá đất rồi, chỉ cần anh nói có duyên là người ta cười liền, người ta vỗ tay liền, đâu có đợi anh. Mở màn. Dạ mở màn hả chị ha. Dạ kính thưa quý vị,
MC Lý Hữu Tình thân ái kính chào quý vị khán thính giả. Khỏi bấm máy. Và kính thưa quý vị, tôi xin chào đàn trai, đàn gái và đàn lại cái cũng chào luôn. Gì đâu tên? Chưa. Giờ ngày lành tháng tốt đã tới, giờ hoàng đạo đã tới. Xin mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu. Trời, ổ tên. Dạ. Cứu trợ. Cái gì hả, em lộn. Thôi làm MC đám cưới quen. Lộn, nó vô máu ba đời rồi chị. Dạ làm lại. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là buổi văn nghệ cứu trợ nạn nhân bạo lực tại quê nhà. Chúng tôi rất hân hoan chào đón và cảm ơn quý vị tết góp mặt đông đủ. Và để khỏi làm mất thời giờ của quý vị, tôi xin giới thiệu quý vị bà hội trưởng hội hiền mẫu, đại diện những mẹ hiền trong thành phố, có vài lời phát biểu cảm tưởng. Đó là bà Huỳnh Thị Bông. Và đây bà quả phụ Huỳnh Thị Bông. Giới thiệu chủ tịch được rồi. Trời đất ơi, có quả phụ này quả phụ nọ hoài à. Chồng ta chết đâu quá trời, sắp sửa lấy chồng mới rồi quả phụ hoài à. Ủa? Em nhớ chồng chị mới chết 4 tháng mà. Ủa mới 4 tháng hả? Ờ. Trời sao thấy lâu dữ vậy. Trời ơi. Dạ kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã tới đây thật là đông đủ để ủng hộ buổi lạc quyên cứu trợ đồng bào nạn nhân bạo lực tại quê nhà. Thật là cảm động khi thấy quý vị hiện diện rất là đông đủ. Quý vị nào đã đóng góp rồi, bây giờ góp thêm không có sao. Quý vị nào chưa đóng góp, bây giờ móc bóp ra cũng chưa có muộn. Dạ kính thưa quý vị, thiệt là cảm động. Tôi nói bao nhiêu đó tôi nghĩ là quá đầy đủ rồi, phải không quý vị? Tôi ghét ai nó dài, nó dở lắm quý vị ơi. Một chút xíu nữa đây á, anh Hữu Tiền nè sẽ công bố cái tổng số tiền á là quyên được trong đợt này. Dạ xin kính chào quý vị. Dạ kính thưa quý vị, sau đây là phần quan trọng của buổi tiệc, đó là phần cắt bánh. Dạ xin mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu. Trời ơi bánh gì? Ủa, em lộn hoài trời ơi. Trời ơi. Người MC đám cưới nó nhập vô máu em quên. Làm lại. Dạ xin lỗi quý vị. Dạ sau đây tôi xin giới thiệu quý vị một người mạnh thường quân, đó là bà hội trưởng hội thần kinh. Người đó không ai xa lạ, chính là bà Lê Hoàng Diễm Cát Châu Thúy Vĩnh Thụy. Lộn. Châu Thúy Vĩnh Thụy. Dạ. Tôi dặn nhỏ cái này nhá. Yeah. Khi mà tôi cứ mở mồm ra, anh cứ mở cái máy vỗ tay cho to tiếng á. Cho nó bốc lên. Dạ yeah, dạ yeah. Bây giờ tôi yeah. Bắt đầu à. Bà nhớ có số đám cưới giới thiệu tôi. Vâng. Bà bắt đầu, chờ tôi tiếng á. Mi 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 mo mo mo. Ủa tên, anh nhớ cái nút nào bà làm xong vậy em tên? Bà không biết hả? Bà hội trưởng hội thần kinh. Bà làm gì vậy? Bà làm gì vậy? Luyện thanh. Trời đất ơi, ta hát là luyện thanh, nói luyện thanh là đúng là thần kinh. Dạ, anh quanh kia. Dạ, kính thưa quý vị. Vâng. Dạ, kính thưa quý vị. Dạ, kính thưa quý vị. Tôi... Thôi! Cái gì vậy? Trời ơi, sao lại cứ nhảy vào trong họng tôi, làm sao tôi nói chuyện? Trời ơi, bà giảng tôi mới là bà mở miệng tôi bấm. Trời ơi, khổ quá. Thôi thế này bây giờ nhá, tôi ngoắc tôi kêu vỗ thì mới vỗ nhá. À, ngoắc cái là bấm liền. Vâng, yeah, rồi, yeah, yeah. Tôi làm lại nhá. Dạ, kính thưa. Dạ, kính thưa bà chủ tịch hội hiền mẫu. Dạ, kính thưa quý vị đại diện cho các hội đoàn. Dạ, kính thưa đồng bào bà con cô bác. Tôi thì là Lê Hoàng Diễm Cát Châu Thúy Vĩnh Thụy. Xin chào quý vị đồng bào bà con cô bác ạ. À. Dạ, bấm một. Bấm đi. Bấm. Vâng. Dạ. Dạ thưa, sợ tôi thú thật với lại quý vị khán giả là tôi rất là ngần ngại khi đứng trước đám đông ạ. À, bởi vì tính tôi thì rất là ít nói.
đâm ra là đứng trước công chúng thì tôi lại vô cùng ngần ngại, cho nên là tôi không biết nói gì hơn, là tôi rất là không biết trước đám đông thì tôi nói gì, mặc dù tôi rất là ít nói ạ. Dạ thưa, tại vì cái tính tôi ít nói quá đó, mà coi như là bà chủ tịch thì cứ thúc giục mãi, rồi ban tổ chức thúc giục mãi, cho nên hôm nay tôi thì tôi cũng đành là cắn răng đứng lên đây thôi, chứ thật sự tôi chẳng muốn nói tí nào ạ. Dạ thưa, thì coi như là tôi cũng chả có chuẩn bị gì trước cả đó, đâm ra tôi nói thì dạ, tôi chỉ nói bà một phút rồi. Thôi thì thế này nhé, coi như là bà chủ tịch đây, là bà chủ tịch nói là cho tôi nói 5 phút. Nhưng mà khổ quá, với cái tính ít nói như tôi thì tôi nói làm sao mà hết được 5 phút ạ. Cái tôi, đối với tôi mà đứng trước công chúng như thế này thì 5 phút nó dài như 5 năm ấy ạ. Mà 5 năm thì nó là 1825 ngày, một ngày nó 24 giờ, 1 giờ 60 phút, 1 phút nó 60 giây. Đồng ra là không biết làm sao mà nói cho nó hết. Đồng ra thì xấu hổ quá đi. Dạ thưa, sở dĩ thế này là tôi ngần ngại đứng trước đám đông mới là tại vì tôi biết bây giờ tôi thì tôi có tí tuổi rồi, nhan sắc không còn như xưa nữa ấy, thế mà nhà tôi đây này, nhà tôi lại cứ lúc nào khen là em vẫn còn xinh đẹp như xưa. Nhà tôi thì tính cứ thật thà như đếm đấy ạ. Nói thật chứ chả phải là nịnh bợ gì tôi đâu, nhưng mà tôi nghĩ chắc có lẽ là chồng tôi nhớ cái hình ảnh tôi hồi mà tôi còn làm hoa khôi của trường Cu Văn đồ Gia Dô ở Pleiku đấy mà. Trời ơi, mình ơi, mình ra chào khán giả đi mình. Dạ, đây là nhà tôi ạ. Vỗ. Cười. Chết. Cái gì vậy? Cái gì cười vậy? Ôi trời ơi, có gì không? Cái quần rách hả? Không, đâu có gì. Sao cười như vậy? Không biết, cái gì đấy? Dạ, xin lỗi. Em bấm lộn nút. Trời ơi, tại tình này nè. Xin lỗi, em bấm lại. Cho đàng hoàng. Dạ. Anh chào lại khán giả đi. Vâng, mình tự vỗ tay luôn cho chắc ăn. Dạ vâng ạ. Dạ. Đây nhà tôi ạ. Anh ơi, anh chụp em đi, đứng thuẫn mặt ra thế. Căng cho kính nhà lần trước căng làm sao, mặt vừa già vừa xấu à. Đấy. Đấy, canh vừa mặt lần trước vừa già vừa xấu ấy. Trời ơi. Người xấu như ma kêu chụp đẹp sao được. Vâng, chờ tí. Anh ơi, thế bây giờ bây giờ em đứng xong anh cứ chụp cho em nhé, chụp cho đàng hoàng nhé. Đây này, nằm vật ngửa ra, cái ống zoom ngắn thế làm sao chụp, kéo dài ra. Em muốn dài chút hả? Ừ, dài ra, chỉ mặt em đàng hoàng. Như thế đủ chưa? Cho nó dài ra tí nữa. Dài nữa à? Ừ. Muốn dài thì dài. Rồi, đấy, chân zoom thế nhé. Chụp hình chuyên nghiệp, không cần để trên, để dưới cũng vô. Rồi. Khoan từ từ, khoan như chụp từ dưới lên trên cho người nó cao nhé. Đây này, đấy cái tức. Đấy. Cái tấm này là để ở phòng ngủ nhé. Đây nha, còn cái tấm nghiêm trang là để living room. Rồi còn cái thế dễ thương này, đấy, cái thế này chắc là để trong toilet hợp. Rồi được rồi là ơi được rồi, tiếp tục chủ sao phải quay phim nữa nhé. Lên đây rồi. Dạ, xin lỗi quý vị khán giả là mất thì giờ quý vị nữa. Mặc dù nãy giờ tôi lại chưa nói được lời nào, cứ báo uống mãi. Bởi vì tính tôi thì tôi ngần ngại trước đám đông lắm ạ. Dạ thưa quý vị, như thế này thì bây giờ tôi nói thẳng là thế này nhá. Thì coi như là ban tổ chức giới thiệu tôi là Mạnh Thường Quân của cái đêm văn nghệ cứu trợ nạn lụt. Thì thật tôi xấu hổ lắm ạ. Tôi xấu hổ lắm ạ. Đừng có đứng bên này có thẹo quay qua đây này. Là bởi vì thế này ạ, tôi chỉ có nộp 700 ấy mà, 700 đô thì là như muối bỏ bể ấy. Như là cát trong sa mạc thì có thấm tháp gì với nỗi đau của đồng bào mình bên quê nhà. Nhưng mà thôi thì mình có chút tình, mình nghĩ đến đồng bào là được rồi. Thì trong cái 700 đấy là có nhà tôi góp vào 200, anh đứng lại đây, đấy, vâng, góp vào 200. Thì coi như giá như mà ngày xưa nhà tôi vẫn còn là Genezo mà manager, có nghĩa là tổng quản lý của Bank of America đó. Thì coi như là sẽ nộp nhiều hơn, nhưng mà bây giờ lại về hưu rồi, tiền bạc nó cũng hơi như là eo hẹp. Rồi lại cứ thích là làm từ thiện, hôm nay hết nộp quỹ cứu trợ này rồi, ngày mai lại đóng góp quỹ từ thiện khác. Đâm ra thì nó chỉ có tí tỉnh thế thôi ạ. Nhưng mà thôi tôi cứ khuyên chồng tôi là chụp đi, cười cái gì mà nhăn răng cười thế. Tôi cứ khuyên chồng tôi là thôi thì bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng mà chúng một giường. Một giàn. Đấy, thôi mình nhịn ăn nhịn tiêu đi một tí rồi mình đóng góp cho nó quỹ. Rồi coi như là mình coi như là người ăn thì còn và con ăn thì hết. Đông ra là cứ thế mình đóng góp anh nhỉ. Rồi để cho nhà, để đức cho con cháu mai sau này. Vâng.
nội mà chị giới thiệu dòng họ tiểu sử nhà chị ra hết 5 phút rồi vô đi chị ơi. Cái gì mà hết 5 phút? Không không, tôi canh kỹ lắm. Bà canh cái gì? 5 phút qua rồi. Bà chủ tịch mà chưa tới. Thôi bà thông cảm. Bà vô lẹ lẹ đi, mới vòng vòng hoài vậy bà. Cái gì vô lẹ lẹ? Nhưng mà thôi này, thôi bây giờ như vậy là công bằng nhất nè. Mình cứ hỏi là khán giả xem là khán giả còn có muốn là tôi nói hay không nhá. Thế bây giờ quý vị khán giả là có muốn tôi nói nữa hay không ạ? Không! Không! Không ạ. Vâng, cảm ơn quý vị khán giả. Dạ thì sau cái bài nói chuyện này tôi sẽ trình bày nhạc phỏng không một người anh chín cho quý vị nghe ạ. Quý vị quý hóa quá. Dạ thì là thế này, coi như gia đình tôi thì cứ thích làm việc từ thiện đấy, thì thôi tôi tóm lại như thế này nhá. Sau khi mà nhà tôi coi như là Genezo Manager đó nộp vào 200 thì cháu Vicky là cháu gái đầu lòng nhà tôi ấy thì cũng hăng hái nộp vào 200 cho mẹ, bảo là mẹ đóng cho quỹ từ thiện. Thôi thì đây chắc cũng nhiều người biết cháu Vicky nhà tôi như thế nào rồi. Tôi chẳng muốn nói nhiều làm gì là mất thì giờ quý vị khán giả. Mà tính tôi thì lại là ít nói. Dạ thưa, cháu thì coi như là vừa tốt nghiệp bác sĩ xong. Hiện giờ là cháu đang... Rồi ạ, hiện giờ là coi như là cháu đang học thêm là chuyên khoa. Dạ, cháu đang học về Specialist đấy ạ. Dạ, thôi. Thôi, vô đi bà ơi, được rồi. Cái gì thôi vậy? Cái gì thôi? Các khán giả muốn yêu cầu em hát bài nữa. Dạ vâng. Sau các bài không của Nguyễn Ánh Chín thì tôi xin trình bày nhạc phẩm thôi của Yvonne ngay ạ. Dạ vâng. Dạ cháu thì thật sự thế này này, cháu mới đầu, cháu Vicky đầu lòng thì tính là tính học hay là về thẩm mỹ thôi, có như về dermatologist đấy ạ. Có nghĩa là về da đấy. Ấy thế nhưng mà thẩm mỹ thì bây giờ nó kiếm nhiều tiền lắm cơ ạ. Nhưng mà tôi nghĩ thế này này, ngành thẩm mỹ thì nó chỉ có là làm đẹp cho đời thôi, mà nó lại không cứu đời. Mà truyền thống gia đình ta đó, coi như là thích làm từ thiện, lại thích thi công bố đức, cho nên con bỏ ngay cái nghề dermatologist mà con chuyển sang nghề mổ tim cho mẹ, nó mới gọi là cứu đời. Dạ vâng. Coi như thế là cháu coi như là cháu mới nghe lời tôi ngay ạ. Thì quý vị cũng biết rồi, cái xứ Việt Nam, xứ Mỹ mình đấy mà, coi như là nó lắm bệnh nhà giàu vì là thức ăn dư thừa quá. Nào nè, diabetes này. Diabetes là gì? Tiểu đường. Vậy hả? Vâng. Trời ơi, tiểu đường, diabetes. Anh ơi, nhiệm vụ của anh là cái gì thế? Chụp hình. Đấy, vâng. Đấy, nào là diabetes này, rồi cholesterol này, rồi coi như mỡ trong máu, đường trong máu này, rồi coi như là ngộp tim mà chết, nó gọi là hot áp tắc đấy ạ. Vậy? Cái gì đấy? Ờ, cái gì vậy? Tìm tim đó. Không có. Đo ngực. Đồ không nghe tự nhiên đâu ngược cha. Đồ ánh sáng dùng ngực để chụp cái áo dạy tôi cho rõ. Anh ơi, đo ở nhà được rồi, ra đây còn đo nữa. Ủa Tình. Dạ. Lôi bả vô hết giờ rồi. Dạ. Tôi nói tí nữa. Dạ vâng, thế thì dạ cháu nó bây giờ hiện giờ vẫn còn đang học về Specialist ạ. Thì tôi mới hỏi là kiểu như là tương lai cháu muốn cái gì. Cháu mới bảo cháu chỉ thích là xả thân cứu đời thôi, cho nên cháu quyết định là phải lấy chồng là bác sĩ để cùng nhau cứu đời. Chứ những cái thằng mà vớ vẩn không bằng không cấp kèo hè là đừng bao mà vớ vào con bà đấy nha. Dạ vâng bố. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nha, hết giờ rồi, mời chị vô ha. Cái gì mà vô, tôi còn nói nữa. Ủa Tình. Dạ. Nói bà nghe nè. Bà tốm vô, bà tốm hoài, bà tốm hồi, bà tốm cổ bà vô luôn bây giờ đó. Không, cái gì cũng phải vô lẹ lẹ vô cái này. Lần này tôi chưa. Lần này tôi tóm thật. Tóm thật nhé. À thế này bây giờ lần này tôi tóm thật coi như là anh ơi, hồi nãy quần áo em á, anh mang vào mình chưa thay, anh mang ra đây cho em thay đây. Có đẹp cái đó không? Có hả? Có chứ, này anh lấy cho em cái áo mà nguyên cái bờ vai gầy vuột nhỏ của em đấy, vào lấy cho em. Ê, thôi. Từ cái giờ phút này cô thay quần áo nữa bà. Sao mất cái giờ người ta bây giờ bà nói hay là bà vô? Tôi nói thôi được rồi, để giải quyết. Anh, thế bây giờ anh cứ chụp thế này nha, rồi mai mốt mình đút vào computer đó mình cởi quần áo cho nó đẹp nhá. Bán thân phải không? Bán thân. Bán thân bất bại luôn đi. Ừ. Đấy. Gì? Lôi vô. Tình. Cái gì mà nóng thế? Chuyện gì nữa? Móc giùm. Móc gì? Móc tiền trong túi ra giùm nè. Cái gì? Trời ơi, kêu móc cái gì cha nội. Cái gì? Lấy giùm 300, tôi đóng thêm 300 chẳng ngàn. Làm đơn năn nỉ bà chủ tịch cho vợ tôi nói thêm mấy phút đi. Thà bà nói ở đây, còn hơn về nhà bà nói tới sáng chết cha tôi luôn. Tôi đóng 300 phút chẳng 300 ngàn. 300 á? Này, cất đi. Sao bà chủ tịch được không bà? Cho thêm 5 phút nữa. Dạ. Vâng, dạ xin. 5 phút nha. Vâng, dạ. Dạ khán giả quý hóa quá lại bắt tôi đứng đây nói nữa. Dạ thưa thế này ạ.
bà chủ tịch nóng quá chứ thật sự thì tôi thường hay nghe người ta nói cái câu thế này này: con gì mà chẳng có lông, ai họ hội nghị mà không nói dài, đúng không quý vị? Dạ, à, vấn đề thế này, dạ rồi, coi như là hôm nay đấy, thật sự tôi thấy là khi mà tôi lên trên đường tôi đến đây thì là trời nó hơi chớm thu quý vị ạ. Ơi ngoài trời thì bắt đầu ấm áp rồi, lá vàng lại rơi nhẹ nhẹ. Rồi quý vị bỏ bao nhiêu thì giờ vào đây ngồi nghe tôi nói thế này thì quý hóa quá à. Cho nên tôi sẽ tóm lại hết sức là ngắn gọn. Coi như là sau khi mà bố nó là coi như là bỏ ra 200, rồi cháu đầu lòng là bác sĩ bỏ ra 200, thì cái thằng con út của tôi nó bỏ ra 200 ngay. Chả giấu gì cái thằng út ít nhà tôi, cái thằng Michael ấy mà, trời ơi, coi như là thằng khỉ đó, nhỏ thì lười học lắm đấy ạ. Suốt ngày cứ bám váy mẹ đấy, lười học thế, cho nên bây giờ nó chỉ là engineer computer doi mà software thôi. Dạ, mà người ta lại bảo hai cái dòng họ mà ra hoài vậy. Sắp xong rồi. Coi như là người ta bảo là phúc đức tại mẫu bà ơi, con dai thì chịu phước mẹ. Ôi giời ơi, engineer thì coi như một tháng lương 3 cọc 3 đồng ấy mà, nhưng mà hên một cái là nó lại nộp cái bằng software vào hãng, cuối cùng nó lại trúng xì tóc ạ. Bây giờ nó lại chịu phú trước con chị bác sĩ nó đấy ạ. Mà cháu nó bình dân cứ như là tôi ấy. Coi như tôi mới hỏi thế à, con muốn lấy vợ tương lai như thế nào, thì nó mới bảo thế này này, nó mới bảo rằng thì là cứ lấy như là mẹ là được rồi, hiền như mẹ đấy, xong rồi như là phục tùng chồng như mẹ, chồng nói gì cũng nghe hết. Mà cái gì đấy ạ? Chụp hình cái gì mà dí sát vào đây được, mũi nó to bỏ bớ đấy ạ. Chụp phải như như nó này mới thấy sống mũi chứ, bực mình quá. Dậy mãi mà không xong. Dạ. Tới đâu rồi? Tới nói cái trời là giống bà đó. Vâng ạ. À, thì cháu nó bảo cháu nó chọn vợ cứ như mẹ là được rồi ạ. Trời ơi, chết. Tiêu đời con tôi rồi, thêm một nạn nhân nữa rồi. Dạ. Vô đi. Vô tiếp đi. Rồi bà vô đi. Không. Tóm hoài. Không phải bây giờ tôi từ giã xong rồi tôi từ giã. Từ giã. Mừng quá từ giã rồi, mừng quá. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Dạ kính thưa quý vị khán giả, cứ ngày ngày đó tôi ngồi trong căn biệt thự trên sườn núi nhìn ra biển, hoặc là tôi lái chiếc Mercedes đời mới nhất đi shopping, hoặc là tôi bước vô trong tiệm Chanel mua một cái áo lông thú $4,000, tự dưng tôi nhớ tới đồng bào mình lạnh lẽo trong bể nước mênh mông tại quê nhà mà tôi không cầm được nước mắt. Bố. Bố Tâm. Trời ơi là trời. Cái hồi tôi đi nữ hôn nhân, tôi đánh trận Bình Long anh Dũng đó, pháo trên đầu tôi mà tôi không điên, mà cái trận này trời ơi là trời. Không phải, bà xuống xe. Tôi điên rồi đó nghe. Không phải, bà xuống xe, tôi muốn mượn nhạc để diễn tả. Không được rồi, bà cứ yên tâm, để tôi giải quyết. Bà vô lẹ nha bà. Thôi một giây, không cho tôi nói tôi chết. Cái này hay lắm. Dạ, kính thưa quý vị, coi như là trời hành cơn lụt mỗi năm, gây nên bao cảnh tan thương chết chóc. Bởi vì người xưa người ta có câu là tiền bạc chỉ là của phù vân, của cải chỉ là bọt bèo, nay còn mai hết. Bởi vì ông bà mình có cái câu thế này là: dù xây mấy nóc phù đồ, không bằng lòng phước giúp cho một người. Tự dưng bây giờ tôi thấy tôi xấu hổ quá, tôi bé nhỏ quá, tôi hèn mọn quá, trước một nỗi đau thương thảm khốc của đồng bào quê nhà mà tôi chỉ nộp có 700 bạc. Thì trời ơi, tôi bé nhỏ, tôi hèn mọn quá. Anh ơi, anh rút lại 700 đi anh. Trời không, ơi có 1000 lần. Ngàn à? Nãy đưa 300 nữa. Rút lại đi. Có nghĩa là đưa lại 1000 bà cho cái khác hả? Vâng. Đưa lại 1000 bà. Trời ơi, tôi xấu hổ. Đưa khác lớn hơn. Vâng. Trời, bây giờ với niềm đau của đồng bào quê nhà, mình phải có một món quà giá trị hơn. Dạ đúng rồi. Vâng, có một món quà giá trị hơn. Dạ. Có một món quà phải xứng đáng với nỗi đau đó. Dạ tôi biết. Trời ơi, tôi xấu hổ khi mà tôi nộp 700. Dạ. Dạ bây giờ đó, cái món quà này nó táo bạo lắm. Chồng con tôi chưa biết, dạ, ban tổ chức chưa biết, nhưng dạ, mà tôi quyết định là tôi phải tặng tôi cho đồng bào quê nhà. Cái món quà quý giá đó là tôi xin tặng đồng bào quê nhà
nhạc phẩm thương về miền Trung. Trời ơi! Thôi 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 bà ơi. Dạ xin lỗi quý vị. Dạ coi như là buổi văn nghệ cứu trợ nạn nhân bạo lực ngày hôm nay đến đây chấm dứt. Thân ấy kính chào quý vị khán thính giả. Và trước khi chào cho tôi tóm lại tiếng với quý vị đã. Lên! Lên! Chào! Cô vô cái gì? Cái giò của em gì?